Alo, tôi nói đồng bào nghe rõ không? Chào các bạn, mình là Su, chào mừng các bạn đến với kênh Su MV, một kênh chuyên cung cấp kiến thức về lập trình di động. Đại khái là cái kênh mình tổng hợp, mình thấy cái gì hay ho về lập trình di động á, mình tổng hợp lại hết. Ok. Thì các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký nhiều vào để cho kênh của mình bật được kiếm tiền, chứ mình đói lắm rồi. Ok, thì ở video lần này mình sẽ tiếp tục cái nít video hướng dẫn các bạn làm con game game đổi hình bắt chữ. Ở video lần trước thì mình hướng dẫn các bạn phần hiển thị điểm đúng không? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn khi mà trả lời đúng thì điểm sẽ tăng lên 10. Đấy, ok. Thì để điểm dẫn để khi trả đúng điểm tăng lên 10 dễ lắm. Đây, hướng dẫn các bạn thì ở đây nhá, khi mà chơi game đúng thì nó sẽ hiển thị để toán là bạn đã chiến thắng đúng không? Đó, thì bây giờ ở chỗ này các bạn gọi cho mình cái model chấm lấy thông tin cho nhá. Tiếp theo là model chấm người dùng chấm tiền bằng model chấm người dùng chấm tiền cộng thêm với 10 đúng không? Đấy, tiếp đến nữa là mình sẽ gọi model chấm new thông tin đó, thế là xong. Ok, à new thông tin không phải lấy thông tin, new thông tin, new thông tin, chết 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 chết. Bây giờ mình sẽ run cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình đã có 20 tiền đúng không? Ví dụ hai câu này là sâu xa này, sâu sâu sorry à đó, bạn được chiến thắng đấy, tiền mình tăng lên 30 chưa. Và bây giờ mình to à, mình văn lại áp nhá, trong quả tiền nó có 30 nhá hay là vẫn 20 nhá. Đó, các bạn nhìn chưa, tiền vẫn ở mức 30 đúng không? Bây giờ mình sẽ làm thêm cho nó một cái nút nút gợi ý ở gợi ý ở dưới này hay trên này hợp lý hơn nhỉ? Dưới hợp lý hơn á, mình thấy dưới hợp lý hơn đó. Đây mình sẽ copy cái tpu à, copy tag view rồi về phía xuống phía dưới này. Có phải bây giờ ở đây mình có một cái git view hiển thị đáp án không? Mình sẽ copy nguyên toàn bộ thằng này nhá, copy nguyên toàn bộ thằng này mình xuống mình sẽ sửa đó. Đó, mình paste xuống dưới này đấy. Rồi nó đang bị lỗi tùm lum mà đó. Rồi tiếp đấy, mình cho thằng này một cái margin bottom tầm 50 dB, 60 đi, 60. Hiện tại các bạn không nhìn thấy do cái thằng bỏ mẹ trên này. Đấy, mình sẽ gán cho nó 100 dB cho các bạn nhìn thấy. Rồi, thằng này mình sẽ cho nó một cái bottom in parent, bot 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 bottom in parent bằng chu đó. À chết, cái margin là cho git view. Thằng này hai của nó là 50 dB. Padding mình sẽ cho thằng padding nữa, padding tầm 5 pad, padding à, padding tầm 5 dB, 5 dB nhỏ hơn cái khoảng cách khi crud cho phép mình ngồi cạnh chắc chắn luôn. Rồi đến thằng này nha, mình sẽ sửa lại kẹo. Thằng này mình sẽ cho thành ngay nha leo. Đấy, bỏ cái gravity center đi, bỏ cái padding đi, padding này bỏ hết. Đấy, min width cũng bỏ hết này. Tiếp đến thằng width này mình sẽ để là 1 dB này, và mình cho nó một cái thằng quét là 1
Ôi. Của hai mắt Peron rồi mà sao vẫn bé đấy à? Do Margin đấy. Có ai à? Đấy, nhìn nó to hẳn không? Người padding tầm 3 dp thôi. Đấy, nhìn nó đẹp hẳn. Và cái thằng này mình sẽ sửa thành button. Đấy. Button. Và cái tech. Tech, 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 rồi. Thế rồi, đây, mình sẽ sửa cho nó thành... gãy. Gãy, đấy. Gợi cảm cái sai to quá thôi 15 thôi đấy 15 FP đó hợp lý chưa rồi rồi tiếp đến mình cho nó thêm mình copy cho mày thêm một cái ơn cho thằng này margin rise tầm 3 dp đi đấy mình sẽ cho thằng này thêm một cái nữa là đổi câu hỏi rồi câu hỏi ok ok mình đã làm hai cái chức năng cho thằng này rồi video của mình lần này sẽ dừng lại ở đây ở video hướng dẫn tiếp theo mình dẫn các bạn làm hai cái chức năng này ok chưa rồi nếu các bạn thấy video hay có thể nhấn like và ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe nhấn đăng ký rồi để mình có thêm động lực để làm những cái video tiếp theo. Ok. Video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn học được vui vẻ.